Chào tất cả mọi người, hai con mình mới tắm xong cả nhà. Giờ mẹ chuẩn bị cho hai con đi ngủ. Hôm nay mẹ có cho hai cả nhà, ôi cho hai đứa. Tại vì dẫn nhau mua mau hơn tắm một chút. Hai con gối mới nha. Mẹ mua cho hai con gối mới nha. Tựa ra nha. Đẹp chưa? Mình cho Lucky cái đó nha. Này của Lu nè. Thương chưa? Thương chưa? Giờ mẹ lấy sữa cho hai con ngủ nha. Cho con ngủ ra ngủ nha. Kì qua đây. Đây nằm gối nè. Rồi mẹ lấy sữa nha. Mẹ đây. Con cho mẹ hả? Hôm nay có gối mới ngủ nha. Con hệt đó hả? Thay chỗ bay cái chân cây bụi sỏi bay. Con nhổ nha, nó bỏ mẹ nhổ nha. Bẹ mẹ bẹ. Cho nó tối mẹ cho. Nó xăng lâu hả? Cho nó xăng lâu hả? Mẹ cắt, mẹ cắt. Ngại. Lucky lợi mẹ Lucky ăn ngủ sao rồi mẹ cất bên luôn nha. Hết đấy. Hai con hết rồi. Mẹ cũng ngủ nè. Ok. Ăn chỗ mẹ luôn. Kỳ này.